Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Nguyên Tran, được phát trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của tôi là Dr. Nguyên Tran Official. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ nói về gan nhiễm mỡ. Đây là một chủ đề mà tôi nhận được khá là nhiều câu hỏi của quý vị về mỡ trong gan, chế độ ăn uống như thế nào, vì sao chúng ta bị gan nhiễm mỡ và cách chữa trị như thế nào. Gan nhiễm mỡ không do rượu, hay còn gọi là non-alcoholic fatty liver, là một trong những chẩn đoán mà bác sĩ, thường là bác sĩ gia đình, sẽ nói cho quý vị biết. Cái chủ đề mà gan bị nhiễm mỡ mà do rượu là một chủ đề khác quý vị nhé. Gan nhiễm mỡ xảy ra rất là nhiều tại các nước phương Tây, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, nơi được ước tính là khoảng chừng 25-30% người dân Hoa Kỳ có gan bị nhiễm mỡ. Gan là một trong những cơ quan quan trọng và cơ quan mà chúng ta không thể nào mà sống thiếu được. Quý vị cũng biết là nếu mà chúng ta bị hư thận thì chúng ta có thể chạy thận nhân tạo, chúng ta bị những cái khác, chúng ta có thể tạm thời thay thế, nhưng mà gan thì không được. Khi mà gan chúng ta bị nhiễm mỡ ở giai đoạn đầu thì thường là không có triệu chứng gì hết. Đó là một điều rất là nguy hiểm, tại vì chúng ta không biết triệu chứng gì hết và chúng ta cũng không có biết là chúng ta bị nhiễm mỡ. Tin mừng là phần lớn quý vị với gan nhiễm mỡ sẽ không gặp vấn đề gì nguy hiểm về sức khỏe. Tuy nhiên, với một số trường hợp từ 7-30% thì tình trạng có thể tệ hơn. Và dẫn tới những cái triệu chứng sau đây. Thứ nhất là mệt mỏi. Quý vị cảm thấy đau hay khó chịu cái vùng bụng ở bên phải và ở giữa, bên dưới, thường là phía dưới cái ngực chúng ta. Tại vì đây là vị trí cái lá gan của chúng ta. Chúng ta thấy đầy hơi và sình bụng. Và theo thời gian, qua giai đoạn muộn rồi, thì gan nhiễm mỡ có thể dẫn đến viêm gan. Thì chúng ta có những cái triệu chứng khác, ví dụ như là sưng, phù bụng đau nhất ở cái vùng này khi mà đụng vào, và đau chung chung. Chúng ta thấy bụng trướng đi, bàn tay chúng ta da đỏ, chúng ta có những cái đốt xuất huyết, chảy máu, và da bị vàng, mắt bị vàng. Thì điểm nguy hiểm nhất ở gan nhiễm mỡ là bệnh có thể dẫn đến viêm gan do nhiễm mỡ. Nó còn gọi là NASH hay còn là Non-Alcoholic Steatohepatitis. Thì đây là một cái hội chứng mà gan chúng ta khi mà mỡ nhiều quá thì nó bị viêm, và viêm lâu dài thì dẫn đến xơ gan. Thì đây là một trong những cái điểm mà tôi muốn giải thích để quý vị ngăn ngừa gan chúng ta không có đi quá xa, tại vì đó là những cái giai đoạn cuối của cái việc bị nhiễm mỡ. Vì sao chúng ta bị nhiễm mỡ? Đây là một câu hỏi mà rất nhiều bệnh nhân hỏi tôi. Câu trả lời ngắn gọn là chúng ta thật sự không biết chính xác tại sao gan chúng ta nhiễm mỡ. Cũng như chúng ta thật sự cũng không biết là tại sao gan chúng ta nhiễm mỡ mà dẫn đến bị viêm. Tuy nhiên, có một số bệnh và tình trạng có thể dẫn đến gan chúng ta bị nhiễm mỡ. Những cái bệnh này là gì? Là chúng ta bị thừa cân, chúng ta béo phì. Lưu ý là một số người cân nặng bình thường, giống như người Việt chúng ta, giống như các tạng người, giống như tôi chẳng hạn, vẫn có thể bị gan nhiễm mỡ. Và cái quan trọng hơn là cái lối sống, bao gồm những cái bệnh về lối sống như bệnh tiểu đường, quý vị bị lờn thuốc, hay là quý vị bị kháng thuốc insulin chẳng hạn. Thậm chí một số quý vị sắp bị bệnh tiểu đường, hay còn là pre-diabetes, vẫn là những cái rủi ro, những cái bệnh có thể dẫn đến gan bị nhiễm mỡ. Và điểm quan trọng nữa là cao mỡ trong máu, bao gồm cholesterol, bao gồm triglyceride, là những cái chất mỡ trong máu. Và cái việc cao mỡ trong máu cộng với xét nghiệm chuẩn đoán gan bị nhiễm mỡ thường là nó sẽ dễ đi chung với nhau. Tất cả những cái bệnh trên đều có một cái điểm chung là dẫn đến chuyển hóa mỡ nhiều hơn bình thường. Và nếu mà gan chúng ta không có chuyển hóa mỡ kịp, chúng ta không có xử lý kịp, thì mỡ sẽ tích tụ trong gan, cuối cùng dẫn đến gan bị nhiễm mỡ. Những cái bệnh lý và những cái rủi ro khác mà chúng ta có thể bị nhiễm mỡ cho gan bao gồm bệnh về chuyển hóa, ví dụ như metabolic syndrome, những bệnh về u nang buồng trứng, những bệnh ngưng thở khi ngủ, bệnh hay là thấp tuyến giáp, là thyroid, và những bệnh về tuyến yên. Với những người lớn tuổi hoặc là những bệnh nhân có nhiều mỡ bụng hay còn gọi là abdominal fat thì nó có nhiều cái rủi ro để mà chúng ta dễ bị nhiễm mỡ ở vùng gan. Chẩn đoán gan bị nhiễm mỡ như thế nào?
Như tôi nói phần trên, khi mà chúng ta có gan bị nhiễm mỡ thì cái triệu chứng thường là không có gì ở giai đoạn đầu. Chính vì vậy, thường là bác sĩ gia đình của quý vị sẽ bắt đầu bằng việc xét nghiệm máu hàng năm, và khi thấy là cái men gan tăng cao, thường là tăng gấp 2, gấp 3 lần, thì bác sĩ gia đình của quý vị sẽ nghi ngờ là gan bị nhiễm mỡ, và bác sĩ gia đình sẽ gửi cho quý vị đi siêu âm. Khi mà siêu âm rồi thì chúng ta sẽ thấy mỡ trong gan, và trường hợp đó là chụp cộng với những cái triệu chứng, cộng thêm cái chế độ ăn uống, ví dụ như ít tập thể dục, thì bác sĩ sẽ chẩn đoán quý vị mắc gan bị nhiễm mỡ. Quý vị cũng sẽ được hỏi về bệnh sử gia đình, đặc biệt những bệnh về viêm gan siêu vi B hay là viêm gan siêu vi C. Đây là những bệnh mà người châu Á nói chung và người Việt Nam nói riêng hay mắc khá nhiều. Và tôi có nói về một cái chủ đề về bệnh viêm gan siêu vi B và C, quý vị nghe trong cái video khác. Nhưng mà cái điểm chung của những bệnh viêm gan siêu vi và gan nhiễm mỡ là đều dẫn đến tình trạng viêm mãn tính. Và cuối cùng viêm mãn tính này dẫn đến tình trạng xơ hóa ở cái mô gan, và cuối cùng dẫn tới xơ gan. Những cái chẩn đoán khác của bệnh gan nhiễm mỡ bao gồm chụp CT hoặc là chụp MRI. Một cái kỹ thuật mới gọi là elastogram, thì cái elastography là một cái dạng siêu âm mà để ước đoán và để đo cái độ cứng của gan chúng ta. Thường gan người bình thường không có bị nhiễm mỡ hoặc là không có bị xơ, không có bị viêm thì nó mềm hơn. Nhưng mà gan của cái người bị cứng hoặc bị viêm thì nó sẽ cứng hơn. Thì đó là cách mà chúng ta chuẩn đoán. Cuối cùng, sinh thiết gan hay còn gọi là liver biopsy là một cái thủ thuật mà rất là ít được dùng ngày hôm nay. Cái đơn giản là thủ thuật này nó có nhiều cái rủi ro. Nhưng trong một số trường hợp để tìm ra ung thư gan hoặc là tìm những dấu hiệu về bệnh lý về gan, sinh thiết gan vẫn được làm. Và trong một số hiếm trường hợp chúng ta làm sinh thiết gan để chẩn đoán là gan chúng ta bị nhiễm mỡ hay là bị cái dấu hiệu khác. Bây giờ chúng ta nói về chữa trị gan nhiễm mỡ như thế nào. Đầu tiên nhất, chữa trị gan nhiễm mỡ là chúng ta cần phải thay đổi cái lối sống của chúng ta. Hiện nay thì chưa có cái thuốc nào được FDA đặt trị cho gan bị nhiễm mỡ. Nói cách khác là cái chữa trị gan nhiễm mỡ ngày hôm nay là tháng 9 năm 2020 tại Hoa Kỳ và nhiều nơi khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam, là chữa trị những cái lý do, những cái bệnh lý mà có thể dẫn tới gan bị nhiễm mỡ. Như tôi nói trên này, chúng ta chữa cao mỡ, chúng ta chữa tiểu đường, chúng ta chữa những cái bệnh lý khác mà có thể lâu dài dẫn đến cái việc tích tụ mỡ ở trong gan. Và nếu như quý vị chẳng may bị xơ gan hoặc là bị u gan, thì trong trường hợp đó có thể chúng ta sẽ thảo luận về cái chuyện mà cấy ghép gan. Thì đó là chữa trị bây giờ. Mà cái quan trọng hơn trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ là chúng ta phải ngăn ngừa gan chúng ta bị nhiễm mỡ. Tại vì nghe tới đây thì quý vị thấy chắc là cũng sợ rồi, đúng không? Tại vì thật sự cái gan chúng ta là một cái bộ máy tuyệt vời, mà nếu mà chúng ta ăn uống không cẩn thận, chúng ta không có tập thể dục, thì gan chúng ta ai cũng có thể dễ bị nhiễm mỡ. Thì cái việc ngăn ngừa đầu tiên là chế độ ăn uống cân bằng, và tôi nhắc lại cái chủ đề này rất là nhiều lần. Và quý vị chỉ cần nhớ ăn uống cân bằng là gì, là trong cái phần ăn quý vị có hơn phân nửa là có màu, màu gì cũng được, xanh đỏ tím vàng, rau củ cải. Và cái quan trọng hơn là quý vị có thể ăn chia thành nhiều buổi trong ngày. Quý vị cũng nhớ những bài nói chuyện của tôi về tiểu đường hay là dinh dưỡng, là chúng ta ăn cho ngon chứ chúng ta không có ăn cho no. Và khi mà chúng ta ăn ngon thì chúng ta chia ra nhiều buổi trong ngày, khiến cho bao tử chúng ta không có phải quá căng, và chúng ta cái việc mà chúng ta xử lý đồ ăn cũng dễ dàng hơn, và gan chúng ta cũng không có làm việc cực hơn. Thay vì ăn một buổi hoặc là hai buổi trong ngày, quý vị cố gắng ít nhất ăn 3 lần trong ngày. Cái buổi sáng là cái buổi quan trọng nhất và cái buổi mà quý vị có thể ăn nhiều nhất, và hạn chế ăn tối. Tại vì cái buổi ăn tối chúng ta ăn vào, chúng ta đi ngủ và chúng ta để bao nhiêu thứ chất bổ tích tụ và có thể gây ra quá nhiều mỡ hay là quá nhiều đường cho gan. Quý vị tập thể dục, quý vị nhớ tập thể dục là phải đúng. Xem cái video về tập thể dục và cũng như là xem những cái bài trị liệu thể dục của tôi, để quý vị hiểu rằng là tập thể dục chúng ta phải thật sự tập thể dục, ra mồ hôi, chúng ta phải tăng nhịp tim, chúng ta cảm thấy như thế nào là quý vị coi lại cái đó. Nhưng mà tập thể dục đúng rất là quan trọng. Tại vì khi mà tôi nói về gan nhiễm mỡ, có nhiều quý vị nói tôi là quý vị vẫn tập thể dục, tại sao gan bị nhiễm mỡ? Thì khi mà tôi hỏi kỹ hơn á, thì tập thể dục đi bộ, quơ tay quơ chân một tuần 1-2 lần thì cái đó không tính quý vị nha. Tại vì khi mà chúng ta
Lớn tuổi chúng ta cần phải tập thể dục nhiều hơn, chúng ta cần phải gọi là burn calorie, là đốt mỡ, nhất là cái vùng mỡ bụng, nhất là những quý ông. Tại vì như tôi nói rồi, mỡ bụng là một trong những cái rủi ro mà có thể dẫn đến gan bị nhiễm mỡ. Quý vị cần phải bảo vệ lá gan của mình bằng cách nào? Không có uống rượu. Việt Nam là một trong những cái nước mà tiêu thụ bia rượu thuộc loại hàng đầu của Đông Nam Á và châu Á. Và bia rượu ngày hôm nay được chứng minh rất là rõ ràng là ảnh hưởng rất là lớn lên sức khỏe của gan. Và chúng ta cũng không nên tự ý uống nhiều thuốc quá, thực phẩm chức năng hoặc là những thuốc gọi là thuốc bổ. Tại quý vị cũng nhớ là thuốc nào vô cơ thể chúng ta đi qua hai đường lọc thôi, là đường thận hoặc đường gan. Thì cái nào đưa qua hai cái đường này, nếu mà chúng ta uống quá nhiều và chúng ta bị ảnh hưởng một trong hai cái này, chúng ta sẽ gặp vấn đề về sức khỏe với gan. Điểm cuối cùng là quý vị có nên tự ý giải độc gan hay không, thì tôi cũng có nói trong một cái chủ đề khác về giải độc gan, nhưng mà nói ngắn gọn là như thế này, là quý vị không cần phải giải độc gan nếu như quý vị khỏe mạnh. Đơn giản cái gan chúng ta tự giải độc được rất là nhiều thứ, và cái việc mà quý vị ăn uống cân bằng đầy đủ chất dinh dưỡng là đã giải độc gan rồi. Quý vị đừng có nên tự ý mua cái này cái nọ nghe quảng cáo trên tivi hay trên đài, tại vì không có cái bằng chứng khoa học nào trong cái việc giải độc gan. Và quý vị có thể nghe những bài nói chuyện của tôi về giải độc gan để thấy rằng chúng ta uống giải độc gan, những cái thuốc đó có khi nguy hiểm nhiều hơn là cái lợi khi mà giải độc gan. Thành ra chỉ việc ăn uống đầy đủ, ăn vừa phải, tập thể dục là đã giải độc gan đúng nghĩa rồi, chứ không phải là chúng ta uống vào. Cái phần còn lại của chương trình tôi nói tí xíu về xơ gan, tại vì đây là một trong những cái vấn đề mà khá là nhiều người Việt chúng ta mắc phải. Xơ gan thì có nhiều lý do, nhưng mà trong cái lý do ngày hôm nay tôi chỉ nói đơn giản là tại vì khi mà gan chúng ta bị nhiễm mỡ thì theo thời gian nó sẽ viêm, viêm sưng lên, gọi là viêm gan cấp tính, sau đó tới mãn tính là lâu dài. Và khi mà viêm mãn tính rồi thì gan chúng ta sẽ cố gắng hồi phục, nó sẽ lành lại. Nhưng mà khi mà lành như thế này thì gan chúng ta sẽ có những cái vết sẹo, giống như là quý vị trải qua nhiều cái tổn thương, quý vị vẫn có những cái sẹo, những cái vết thương. Và khi gan chúng ta có quá nhiều như vậy thì nó thành xơ. Thì từ cái gan nhiễm mỡ cho tới xơ là một cái quá trình dài, thường là 10 năm, và cái tỷ lệ cũng không có nhiều, từ 5 cho tới 12%. Tuy nhiên nếu mà chúng ta không có chữa thì nó vẫn có thể dẫn tới. Và cái điểm khác nữa là virus nè, viêm gan CVB, viêm gan CVC và rất là nhiều bệnh lý khác về gan vẫn có thể dẫn đến gan bị xơ, bị vữa và bị cứng, và cuối cùng là xơ gan. Và cái nguy hiểm nhất của xơ gan là gì? Khi gan chúng ta bị xơ cứng thì các chức năng lọc và điều tiết tạo ra những cái protein nó mất đi, thành ra không sản sinh được những cái protein quan trọng này, dẫn đến là cơ thể chúng ta bị phù, bị sưng lên, sưng bụng nè, sưng cổ chân. Gan bị xơ cũng có thể khiến chúng ta dễ bị xuất huyết dưới da, quý vị thấy nổi những cái đốm chảy máu li ti, những cái biến chứng thay đổi khác, ví dụ như khiến cho bệnh nhân thay đổi nhận thức, họ lơ mơ. Tại vì sao? Tại vì gan là một cơ quan giải độc, mà nếu như bị xơ gan, những cái chất độc trong cơ thể chúng ta không có lọc ra được và cuối cùng dẫn lên não. Ví dụ như trường hợp của chất ammonia khiến cho não chúng ta không có còn hoạt động chính xác được nữa. Xơ gan có thể dẫn tới ung thư gan. Quý vị cũng biết rồi, ung thư gan, xơ gan và viêm gan siêu vi, uống rượu và gan nhiễm mỡ bây giờ đều được chung với nhau hết. Thành ra nhớ bảo vệ cái gan của mình. Nghe bài nói chuyện này, hy vọng quý vị sẽ thay đổi chế độ ăn uống và ngăn ngừa bệnh viêm gan bằng cách không có cho gan bị nhiễm mỡ. Những cái bệnh rất là nguy hiểm thường bắt đầu từ những cái bệnh có thể nói là không có gì, giống như là nhiễm mỡ trong gan. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống khỏe với bác sĩ Nguyên Trần. Quý vị nhớ đăng ký trên kênh YouTube chính thức của tôi để được liên tục cập nhật những bài mới nhất về sức khỏe quý vị nhé. Cảm ơn quý vị.